Ok, quá cá rô bự luôn. Chào mừng các bạn đến với kênh Đây Đó Miền Tây và Miền Tây Quê Tôi 1903 nha. Hôm nay mình lại đi câu nữa các bạn. Mình đi sáng giờ mình gặp cái đường này là đường nước này các bạn. Đường nước này nước chắc ra trên ruộng chắc nước ra các bạn. Mà cá nó ục nè, các bạn nhìn kìa. Nheo cho cái rô, nheo cho các bạn. Cái đường nước này cũng bự các bạn. Cho nên mình tạm ngừng ở đây mình câu nha các bạn. Câu trên ruộng thử nha các bạn. Ở trên ruộng mình không có thể mồi các bạn, mình vẫn có mồi dế các bạn. Một con đầu tiên nha các bạn. Cá rô hổm mà nó lên ruộng bây giờ nó chắc nước ra các bạn, chắc nước ra cái nó dồn xuống cái này nữa các bạn. Quá trời cá rô luôn. Rồi các bạn. Ok. Con dế còn thinh luôn các bạn ơi. Hãy xuống ăn, hãy xuống ăn luôn các bạn. Hãy
Còn cục mỏi luôn nè các bạn. Đó, về con lâu nữa đó, thấy không? Nó dịch qua nữa đó. Lâu nữa nha các bạn. Ôi, vô bự quá ơi. Đây các bạn. Mời. Rồi đó các bạn. Ok, quá cá rô bự luôn. Mở tiếp các bạn. Nó lồi lồi nó lồi các bạn, lồi cá trên này có mao nhát các bạn, nó cá trên này cá cũng không bự nữa các bạn, cá cũng vừa vừa các bạn.
nó lồi nữa đó, lồi nữa đó các bạn. Giật phao đó. Đó. Ồ, cái gô. Gô này bự hơn con nãy mấy con nãy chưa các bạn. Nó lồi vô mấy bờ đó nghe các bạn. Nó lôi rồi nhát lại các bạn, hồi nãy dính liên tục về nhát lại. Không biết ghé này quá chẳng khác rồi. Cá cô đồng này nè các bạn ơi. Cái này hết biết cái này rồi. Nữa rồi, nữa rồi, quá trời cá. Ôi ôi, hai con nó bự các bạn ơi, nè. Nè các bạn ơi. Cá nhát hết ăn các bạn ơi. Bây giờ mình tạm ngưng video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy video vui thì cho mình xin một like các bạn ơi. Để mình có động lực mà làm những video kế tiếp cho các bạn xem. Bây giờ kiếm chỗ khác nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.